Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Đây là cây bơ nha các bạn ơi. Và trên cây bơ này có một tổ chim chèo bèo đen nha các bạn. Ở những video trước ấy, tức là ở video trước mình có quay một tổ chim chèo bèo xám nha các bạn ơi. Đó, thì tổ này thì mình tìm hiểu ở trên mạng ấy, thì mọi người gọi là chim chèo bèo đen nha các bạn. Đó, thì hồi sáng nay mình vào xem rồi. Tổ này thì có một anh ở gần nhà mình thấy nha các bạn, và anh đấy chỉ cho mình. Đó. Rồi. Thì sáng nay mình xem thì có ba con chim non này nhá, nhưng mà bây giờ mình sẽ treo lên quay cho các bạn xem chim non, và mình sẽ tiến hành gắn máy quay để xem loài chim chèo bẹo đen này nuôi con nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ treo lên nhá. Đây các bạn ơi, mình đã treo đến nơi. Bây giờ mình sẽ quay chim non cho các bạn xem nhá. Các bạn thấy không? Đó. Ba con chim chèo bèo non nha các bạn. Đây là chim chèo bèo đen nha các bạn. Đó. Chim chèo bèo thì cũng có rất là nhiều loài. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn máy quay để xem chim bố và chim mẹ tha mồi về tổ nuôi con nha các bạn. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nhá. Rồi các bạn ơi, mình sẽ đặt như vậy và các bạn cùng chờ xem nhá. Thank you.
Vâng các bạn ơi, như các bạn đã thấy thì loài chim này nuôi con rồi đúng không các bạn? Loài chim này thì là loài chim ăn côn trùng nhá. Và cái chim con ấy, tức là chim con đang còn nhỏ như vậy thì chim mẹ nó về ấp chim con nhiều hơn là đi tháo mồi nha các bạn. Đó. Rồi và video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.